Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của sắc, nhưng đối với việc này không chấp trước. Tuy thường chỉ rõ tác dụng của thọ tưởng hành thức, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhãn xứ, nhưng đối với việc này không chấp trước. Tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhĩ tĩ thiện thân ý xứ, nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của sắc xứ nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của thanh hương vị xúc pháp xứ nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhãn giới nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của sắc giới nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của thanh hương vị xúc pháp giới nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhãn thức giới nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhãn xúc nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của nhĩ tĩ thể thân ý xúc nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của địa giới, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của thủy hỏa phong không thức giới, nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của vô minh nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của bố thí ba la mật đa nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhưng đối với việc này không chấp trước